Các bạn hãy đoán xem đây là chiếc tiểu cảnh hay là đây là một chiếc bàn trà. Và hôm trước lên một cái clip đánh si ấy, thì nhiều anh em tranh luận là đây là bàn trà, và nhiều người thì lại cũng nói đây là tiểu cảnh. Thế thì hôm nay là mình sẽ phân tích lại một chút nữa. Đầu tiên là một cái phôi gỗ chắc này nó có một cái kích thước rất là nhỏ, chỉ trong lòng bàn tay của mình, to hơn một chút xíu. Kích thước cụ thể thì dài 35cm và cao là 18cm. Phôi gỗ là dày 6cm. Ở trên cái thiết kế này thì mình thiết kế đó là bên trên là có các cái dạng núi hàng cây và có các cái điểm núi nhấp nhô như này. Và cái điểm núi này là cái điểm núi mà chúng ta nhìn thấy nó có một cái sự hiền hòa. Nó không phải là những cái dãy núi nó cao hẳn và sắc nhọn, mà đây là những cái dãy núi nó rất là bình hòa. Nó không có điểm cao nhưng mà nó sẽ chạy dài và chạy thấp dần. Và chúng ta nhìn thấy ở đây nó là cả một cái khoảng không. Cái khoảng không này thì có thể nó giống như một cái hồ, nó có thể giống như một bầu trời, nhưng mà tụ chung lại thì nó sẽ thắt ở giữa và nó sẽ có một cái điểm tụ để chảy ra bên ngoài ở gần sát với mình. Và nếu như chúng ta để nghiêng như này thì chúng ta đang nhìn thấy đây là một cái bức tranh phong cảnh, đúng không ạ? Có cây tùng, có những dạng núi, có bầu trời, có dòng nước, có cả những cái điểm núi nó rất là phẳng. Nhưng nếu như chúng ta để ngửa nó lên thì các bạn đang nhìn thấy nó giống như là một cái bàn trà với các vị trí mà chúng ta sẽ để được một ấm trà lớn cộng với lại hai chén trà nhỏ để chúng ta có thể đối ẩm được với những cái người mà tâm giao với mình. Vậy cho nên các bạn tranh luận đây là một tác phẩm tiểu cảnh cũng đều đúng, hoặc nếu không thì bạn nói đây là một tác phẩm bàn trà cũng đều đúng. Chỉ có điều lưu ý đó là đây là tác phẩm mới nhất mà tranh gỗ Bùi Gia vừa mới hoàn thiện. Nếu các bạn thiện chí và muốn sở hữu tác phẩm này thì hãy liên hệ sớm với bên mình nhé.